khinh sổng phoa nẹ chùm riêng thamay đoàn cầm sọt trực bàn chọn chăn đạc ná chúi chùm trên. Khinh sổng phoa cư chia đà ra chùm riêng thamay bạc cư chia nẹ chùm riêng thamay đài miên sọc cầm ná được nông khát bần tìm mình chơi. Đài bàn rô sát ảnh đài khuôn một nơi tì krong nâng khát khom prang prang chriêng giang trò đạp trò đủ đàm bay rô prạc chân châm đài chá chù rìa. To su chì chàm chân nam được nông xa lạc bạc tài khinh sổng phoa nơi tài chuốc ca lục bạc. Rồi hốt trong cầu này trở bàn đã ra chùm riêng đòi miên bà chìa bà rịp hiệp nạn yên chọn chân lạc ná. Hào chô thọt chùm riêng nực nông bà lạc cầm. Thôi ao niên miên cầm lăng chất rồi hốt bồ bị thả. Niên đô chịt bà niên bệp đô chìa trở đồng quan thông ảnh chân. Nực nông bình nỉ. Bạn mùa rạy dạp về trong cầu này yên khinh thả khinh xâm phó tăng tà lịch mục chìa mùi nạn yên chọn chân lạc ná. Mình thả tờ chô rung cam vị thích tội thông. Tại ta miên vọt ta miên niên cực bê bà lìa. Bắt chú mùi nâng ca lịch mục nì. Bạn thua áo nẹ xa lạc bạc chế trá ơn ngương chó tha ta khinh xâm phọt. Miên môn xa nà vầy đại ai thua áo nẹ niên chóng chân lạc ná à nất sở lành. Nâng áo nơ kâm ai prôm tàng chuối vệt bạc vệt plơ rôk tầm nôm áo chrô cáo nâng thaym tiệt phóng nụ. Bạn niên chóng chân lạc ná bạn bóng hò xa nơ lơ bà đài xung công Facebook luôn thả. Promote đà ra chùm riêng thamay mà đòn. Nhiêng bạch quạt cỏ cầm sọt lùm bạ. Hai xa lâu nẹ chùm riêng thamay khăn nông bà lạc cam rồi bọc nhầm. Cỏ ăn ở rơ dô quạt liêm. Rùm phớt bà rùm phớp lăng chọn dùm tờ hai. Hai rốt tờ chuốc nâng ở bụng bà đai nơi ai xa rốc. Dùm áo bà khnê tiàng bà đai nâng côn. Hai li ở bụng bà đai một tì cỏng áo bình linh. Khăn nông rơ dô nẹ cỏ nẹ cầm sọt nẹ lùm bạ. เอาไอ้มีนานากุดหล่อแข้งสมพอกับมันในยัยถ่านิ่งกู้จิตขมิ้นใส่มันเนี่ยแต่มีนจีบเพียบลงแบบนิ่งเตรียมส่งกี้เตรียมกรุบกันไล่ตามใบโรคพระจุดมาได้นิ่งปุ่นจีรมเพิ่มจัดคลังนะเนื้อไปได้เนี่ยนิ่งจองใจเล็กนะมันกระโดดหลอกกะดอกขมิ้นใส่ดอกสดมันเนี่ยนี่เอาไอ้บ้านเตรียมจมเรียงในขนมปลาตะแกรมพร้อมทั้งช่วยจุ่มเชิญปีกเอาพองได้บ้านชีวิตระบาดนิ่งเป็นนี่ เปรียบดูเชียเตยชนาวประวันทอมเหมือนจังนิ่งหนึ่งขัดคอมปรังไพรงในขนมวิสัยมวยนี้ออฟปีสมัติพิบแต่มาดองเอาไอเนี่ยได้ช่วยจุ่มเจริญยิ่งออกสังคมนูไล่บัดยังคืนตาจีวรบกอดปัจจัยมินพิบกุมสัตกุมรอเหมือนเต้นจมูกดังบดายเปอร์ซันจีเนี่ยนิ่งช่องจันแหลกนะกอดบานปอดหลอกกะสมรามเอาขมิสไรมันเนี่ยได้กอดกุมสัตกุมรอ lùm bẹ đam bay chui trong trên đánh quạt cứ nó phải quạt miên bàn cứ mình play tên này nên chọn chân là cái nào luôn con nụ lời mà giang tiết đuôi chỉ cả chui đó không ai xảy ra miên sử mặt hiệp hào ý tay mà đang thả tên nè đam bay bình chân là sử mặt hiệp mặc luôn áo ý ở tốt này cái chuẩn mơ bàn chân bộ mẹ này khi mà lực lãng tẹt tôn từ nâng khay sụp khoa nó bình có xong mình chọc tay mà đó là lời dân châu từ bộ mẹ mùi thiết để tẹt tôn từ nâng สุราศีทุบใบจีรวลอย่างน่าก็ชลิดเปิลในกบายพระเยนคุณงไงสำราญโกนได้บัดพระเยนระบอบวิธีก็สุราศีเติมทายสำราญโกนใส่ดอกกัวสโรลันการปิดไงตีแปรมแควอุสเพียชนะปีปอนดับประบุนีต่อยเตียงบันไดหนึ่งโกนคือมีนสกปรกหล่อทอมดาตีบัดจมูกคณีนิพองได้สุราศีปัจเจียสมัยเจ็ดจมูกหนึ่งสมัยเจ็ดทำไม จิโลกระโวลอย่างน่ากอดเอาโกโลกเชลเป้ในกบายหนึ่งดอลกำลังเจ็ดดอลเพรียร์บอลลูกทองได้สกราซีกบานาชมัวโกนสไลด์ระบอบคลุนได้ตืบหนึ่งกาท่าเอียงราซีติปีได้บานสำราญในขนมบันทีเป็นไอกระชวนมวยในขนมตีกรงปนเป่งเมื่อเตอร์โกนสไลด์ระบอบสกราซีปุ่นจีกูเอาสลันขลังนะแตงบันไดหนึ่งโกนสไตล์มินสกปรกพิบล้อ บัดมินมันเพียจิจารบานพิยาซาจุนโปเพรียนังโกนสไลระบอลลูกเอาเมียนสกปรกพิบล้อพองได้บัดไฟตบตายในขนมทั้งไงได้เพรียระบอลลูกสกปรกสีสมราโกนลูกเมียนการะบอลนังกางอีกได้แต่ลูกบ้านจำนายเปรียบเลียนเนยกับดอเพรียระหดดอสมราลุยบัดตักจัดนี่เพื่อเอาเมียนกาเก้าสาวอย่างคลังปีมหาชนพองได้ บ่ามหาชนจิตนาบานกองสาลูกพองได้บ่าบัดสกราซีคือจีวิธีกองมวยรูกรมพงตาลิกมกคลั่งในขนมสถานีตุรุตุห้องเบียบดอปีนิพองได้ลูกบานเจนมกในขนมกรรมวิธีทมจิตนาได้เพื่อเอาไอ้การเงียบบนลูกกันตายหมู่เมียนยักคลั่ง
nâng miên kỳ hai thua chi vị thí có tam cam vị thí chi trang phong này mình chanh mất ruộng ở chiếc đồ lời và chỉ khi ta sau là sĩ còn chi vị thí có thông mây phong đáy vận tay và chỗ bọn đi còn miền ca lũ đọt tháng mà giang tiếp còn là thà miên mục ngọt nâng nông cam vị thí chi trang và nâng nông cam vị thí hoang bìa và cam vị thí thông thống à còn ban châu rùm nực nông nâng hay có bổng pinh ca nghe ban lọ chúng ta đòi xa tại ca bổng pinh ca nghe là bỏ dương ban lọ ca một tiếng mau tiếng phiêu và lia trăm trời này dây mặt na dương mặt nâng chân thu hợp chỉ bày phiêu bỏ dương còn lọ này mà giang thiết có dương chia một đồ mà nẹ đây ở miền tiệp cửa sau không ca thua chỉ bị thí co miền mà hạ chôn chỉ tràn cao sổ xa nâng ở ao đầm lấy được có quam trâu từ lơ rục lục phong này quan chương phần miền để tẹt tôn từ nâng sốc ra xin ở phía này có xong mình chọc tại mà đó là dưới châu từ phần miền mùi tiết để tẹt tôn từ nâng xin dục bên bàn krong chút áp xa ra xa mai ông cô sạp tay pro lôi biệt prư xong hóa bản này và tôi bây chỉ miền niềm chia xa lập bạc khá ra ni xa mai thầm mây của bật mên phần tay cất lo mốc đà ra xa ra dưới rục ni và đà ra xa ra xin dục bên tay tay rùm lịch nơi rút xong rõ đó xa xa phô phóng bọc luôn chỉ mùi nâng chốt xong điểm bằng bẹp bài xa máy bỏ ra nâng bài bỏ bây này bọn hai nhau tôi sẽ đi chốn tiền khám ai nâng tiền ổn ra chết chú lưu trịp bí bọc thỏa xong điểm bằng bẹp bọc sở tới khám ai dương đài bọc đòi phiếp tuân luôn nâng thay tên bằng phát nâng dây màn toàn ở rùi bì mọt phóng mây thamay đi phóng đài đà ra xong đài nhờ riêng tôi chỗ lăng kháng lư bàn krom nơi chốt xong điểm bằng bẹp xa ra khám ai ca pi sa mai ông cô đó rung lương nụ đài rung lịch nơi rút xong phoa sọ sạ xong chuôn thay thâu nâng sạ xong chia nề rì khmai giang phật bạc mẹn đó khơi bị phiếp sọ sọ phi rô bò đà ra sợi xin dụ bình khả nạc niên krong chốt áp sả nì phước ôn hà chôn chỉ tràn lược sọ sạ bì rút xong rõ rô bò niên giang phô phô tàm đòn ពីក្រុមឈុតសម័យបុរាណតារាស៊ីបាត់តារាស្រីស៊ីនយូប៊ីនថែមទាំងបង្ហាញអារម្មណ៍មានមោទនភាពគួរឲ្យរំភើបនិងព្រឺសម្បល់ជាទីបំផុតនៅលើករណី Facebook របស់ខ្លួនដែលគាត់បានសរសេរថាគេដំណើរវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់ដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកនៅយូប៊ីនមានមោទនភាពណាស់ដែលបានកើតមកនៅលើទឹកដីអច្ឆរិយៈមួយនេះ ក្រុងឈុតអប្សរាសម័យអង្គរ២សតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី11ជាសម័យដ៏រុងរឿងបំផុតរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់វិស័យទាំងអរិយធម៌និងវប្បធម៌ផងដែរបាទឃើញថានៅក្នុងសម័យអង្គរមិនមែនធំតែប៉ុណ្្នឹងទេការរីចម្រើនទាំងធីរាសាស្ត្រទាំងវិស័យសុខាភិបាលបាទយើងឃើញថាវិស័យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺប្រតិកម្មជាយើងគឺដើរមុនគេនៅក្នុងសម័យហ្នឹងហើយ យើងឃើញថានៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺជាសម័យរុងរឿងបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលចាមកយើងមិនអាចបំភ្លេចបានសម័យមួយដែលកូនចៅគ្រប់រូបត្រូវតែដឹងបើអ្នកជាជនជាតិខ្មែរត្រូវតែដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែដឹងពីមហានគរដ៏អស្ចារ្យដ៏អច្ឆរិយៈដែលគ្មាននរណាម្នាក់ ដែលជាកូនចៅខ្មែរដែលជាកូនចៅពូជខ្មែរអង្គរភ្លេចបានទីបានចឹងព័ត៌មានទាំងបីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងយកមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជួយ Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា